Nhan sắc thật chưa qua chỉnh sửa của mỹ nhân Việt trên TV. Nếu đem so những bức ảnh đã được chỉnh sửa cẩn thận thì liệu lên TV, nhan sắc của những người đẹp có còn được hoàn hảo. Hiện tại đang là thời đại của công nghệ chỉnh sửa, áp sống ảo, chẳng thế mà mỗi khi lên ảnh, dù có là hot girl hay ngôi sao nổi tiếng thì cũng phải tút tát lại bản thân bằng đôi ba lớp filter cho thật hoàn hảo. Nhiều người cứ bảo là chỉ cần quay clip là có thể biết được nhan sắc thật sự, nhưng nếu quay bằng điện thoại mà vẫn sử dụng app thì cũng chưa thật cho lắm. Vậy nên phép thử chính xác nhất đó là qua ống kính truyền hình. Chúng ta sẽ biết ngay cô nàng nào đẹp thật sự và ai nhờ đến công nghệ. Mizu Mizu lúc nào cũng xinh đẹp, chưa một lần khiến người khác phải hoài nghi, dù đã bước sang tuổi 30. Không chỉ lung linh khi lên ảnh mà qua ống kính truyền hình, ngoại hình của cô vẫn rất rực rỡ. Khoảnh khắc zoom cận mặt, nữ diễn viên vẫn cho thấy được gương mặt thon gọn, đường nét thanh thoát mà nhất là làn da đẹp không tì vết. Hot girl thanh tâm Thời gian qua, hot girl thanh tâm nổi tiếng với câu nói trứng rán cần mỡ bắp cần bơ yêu không cần cớ cần cậu cơ đã gây được sự chú ý lớn từ phía cư dân mạng giọng nói dễ thương cùng với gương mặt xinh xắn khiến thanh tâm được nhiều người yêu mến thế nhưng mọi chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như cô nàng không từng thừa nhận không bao giờ dùng app sống ảo để rồi sau đó lại để lộ gương mặt hoàn toàn khác thông qua đoạn video do người khác quay dù có lên tiếng giải thích mình bị ốm nên mặt sưng nhưng có vẻ như lý lẽ này khó thuyết phục được người xem lắm Hot girl Tiểu Phương. Tiểu Phương tên thật là Đỗ Phương, một hot girl Hà Thành được nhiều người biết đến, trang cá nhân của Tiểu Phương tràn ngập những bức hình xinh xắn của cô nàng, với hơn 110.000 lượt theo dõi. Tuy nhiên, trong một lần tham gia chương trình truyền hình, người xem như vỡ mộng vì không thể tin gương mặt của cô nàng lại khác một trời một vực so với trên ảnh. Không ít cư dân mạng bày tỏ sự thán phục với trình độ sống ảo của Tiểu Phương, nhưng cũng có một bộ phận khác cho rằng sự khác biệt có lẽ bởi ánh sáng và góc quay mà thôi. Quỳnh Anh Bà xã Duy Mạnh cũng vốn là một hot girl được nhiều người yêu mến từ khi còn là bạn gái của nam cầu thủ. Sở hữu ngoại hình xinh xắn, những bức ảnh được Quỳnh Anh đăng tải luôn nhận được sự yêu thích của cư dân mạng. Trong một lần đến sân cổ vũ Duy Mạnh thi đấu, Quỳnh Anh vô tình lọt vào ống kính máy quay. Qua đó có thể thấy nhan sắc thực của cô dù không quá lung linh như trên ảnh, nhưng sự khác biệt thì không quá lớn. Ellie Trần Ellie Trần dù sở hữu khuôn cằm nhỏ nhắn nhưng cô lại có đặc điểm dễ nhận thấy đó là cặp má bánh bao bầu bĩnh. Tuy nhiên, khi lên ảnh thì có thể thấy khuôn mặt của Ellie Trần khá cân đối, hoặc là cô dùng app chỉnh sửa, hoặc là biết lựa chọn góc chụp. Trái lại, khi quay thẳng mặt trên truyền hình, gương mặt của Ellie Trần lại không được hoàn hảo như vậy. Hương Giang, một trong những sao Việt nhan sắc lên hình không có sự khác biệt so với ảnh, đó chính là Hương Giang, thậm chí nhiều người còn nhận xét rằng nhìn Hương Giang trên truyền hình còn xinh đẹp hơn bởi sự linh hoạt của cô thay vì chỉ ngắm nhìn trong những bức ảnh tĩnh. Đỗ Mỹ Linh Đỗ Mỹ Linh là một trong những nàng hậu hiếm hoi được đánh giá cao về nhan sắc ngay từ lúc đăng quang. Những bức ảnh của cô thường toát lên vẻ đoan trang, thanh lịch cùng với gương mặt phúc hậu. Khi xuất hiện trên TV, mọi thứ ở cô cũng gần như không có mấy khác biệt. Bảo Thi Bảo Thi cũng là một người rất chăm chỉ selfie và đăng tải ảnh trên trang cá nhân. Cô thậm chí còn được chú ý bởi gương mặt chuẩn vi lai, đường nét thon gọn. Thế nhưng khi xuất hiện trong chương trình ký ức vui vẻ, không biết có phải do tăng cân hay không mà gương mặt Bảo Thi có phần sưng phủ, khác lạ hơn mọi khi. Ninh Dương Lan Ngọc Nhân sắc của Ninh Dương Lan Ngọc được đánh giá là ngày càng thăng hạng hơn bao giờ hết. Chẳng thế mà dù trên ảnh chụp hay qua TV, cô vẫn luôn xinh đẹp, dạng dỡ, khiến nhiều người thêm tin tưởng vào ngoại hình thật của nữ diễn viên. Thế mới thấy không phải mỹ nhân Việt nào cũng sở hữu Nhân sắc bất biến khi lên ảnh và lên truyền hình. Bạn thấy nhân sắc của ai lên hình là lung linh nhất? Hãy chia sẻ cho chúng tôi biết nhé!